Xin chào tất cả mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài Moi Mo của Choice phần điệp khúc nhé. Đầu tiên thì bên này là phần bên phải, bên này là trái nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ đếm nhịp phần điệp khúc cho mọi người này. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3 và 4 và 5, 6 và 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 và 1 và 2 và 3 và 4 và 5, 6 và 7, 8. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người từng động tác một nhé. Đầu tiên mọi người mình quay qua phải. Cúi đầu xuống này, tay phải ra sau lưng thế này, tay trái phải đặt cho mình phía trước đùi nhá. Tiếp theo bước cho mình chân trái lên, bước chân phải tiến rút. Khi một bước như vậy nhá thì cố gắng này, bước trái đẩy cho mình cái hông lên, khi rút chân phải về thì không về bình thường, được chưa? Thử lại nhá, lên hông về, lên hông về. Tiếp theo khi mọi người làm như vậy, mọi người kết hợp cho cánh tay phải này, mở nắm, mở nắm, thử nhá. 1 2 3 4, nhịp 5 6 không làm tương tự, chỉ đổi tay lên như thế này thôi. 5 6 7, được chưa? Thử lại nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mọi người để ý cho mình nhé, đầu khi tay phải nắm mở thì đầu cúi, khi đổi qua tay trái nắm mở thì đầu sẽ ngửa lên này. Tiếp theo mọi người xoay cho mình chân phải, ok, xoay sang đây, dẫn chân phải trước nhá, nặng đây đúng không, dẫn phải và xoay qua, và mọi người đổi cho mình tay như thế này, tay trái thì thông xuống. Tương tự, bước chân phải lên, rút, lên, rút, làm tương tự như vậy, chỉ đổi chân thôi. Thử lại nhá. 1 này, 2, nhanh hơn một chút, nhanh. Tiếp theo, bây giờ mọi người xoay về thẳng, đồng thời mở hai tay này, xoay cổ tay, đổ chân về như này mình, có gió lên ngón trỏ. Tiếp theo đẩy hai vai, đẩy và đẩy vai nào trước cũng được nha. Động tác tiếp theo mọi người bật nhảy cho mình chân phải, kết hợp đứng
Thử lại nhé. Mở. Và
trước. Khi chân mềm đây, bây giờ mọi người bước qua hông. Chân lên thì xòe móng tay và đây. Tiếp theo, lại qua hông. Đẩy. Đẩy. Lên. Đẩy xuống. Chân, thử lại nhá. Mở này. Mở. Mở, đánh tay và đóng. Đẩy. Đẩy, hất. Hông mật lên và hông lùi thẳng ngửa và xuống xong nhé. Tiếp theo bây giờ mọi người này hít gập bụng vào thì để mình xuống, mình hít xuống và xuống, từ lại nhé. Mình sẽ như sau này.